Chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của in hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da của phụ nữ trên toàn thế giới. 408 Happy Chew Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889. Sức khỏe là vàng, dược thảo PLS giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. 1-800-990-8319, princesslife.com Học khu Huntington Beach Union High School District Đừng để buổi sáng trôi qua mà thiếu một ly ice coffee thơm ngon bất cứ cỡ nào cũng chỉ 99 xu tại McDonald's. Phải ghé trước 11 giờ sáng tại tiệm McDonald's có tham gia. Cà phê sáng trở lại với tất cả quý khách thính giả một lần nữa. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi chúng tôi vào trong trang mạng Little TV.com vào YouTube nhớ nhấn nút like và subscribe. Chúng tôi đang kể câu chuyện một bi kịch trong gia đình xã hội mỹ và cũng có thể nói trong gia đình người việt nam không có xảy ra nhiều ít khi nghe nói họ để cái chuyện đó không để cho nó ồn ào như trường hợp của hoa kỳ ở tại mỹ này rất nhiều các hầu như hàng tuần đều xảy ra cái tình trạng bố nổ súng bắn chết vợ con bởi vì, vì tranh chấp nuôi dưỡng hai đứa nhỏ phần lớn khi mà ông chồng mà không có quyền mà chăm sóc con của mình á, là thường hay nổi điên lắm mà cầm súng bắn chết cả gia đình hoặc là sát hại người vợ. Nhưng mà trong trường hợp người phụ nữ mà không được quyền chăm sóc con, á, họ không có giết, họ không có cầm súng bắn chồng bắn con của mình mà bắt mấy đứa nhỏ luôn. Cái trường hợp đã đã xảy ra đưa mấy đứa nhỏ từ Cali sang Mẽ, rồi trong trường hợp mới nhất là đưa từ Missouri sang Florida. Cảnh sát Florida trong cái việc tình cờ dò soát bảng số xe. Họ mới biết được cái bảng số xe này đó là có chủ nhân đang bị truy nã ở tiểu bang Missouri, bà Nicole, Christine Nicole Greeley. Thì ngay lập tức họ chờ, họ chưa có làm, họ đi tìm coi không biết cái người chủ xe này đang làm gì. Thì ngay cái tiệm tạp hóa ở trong cái bãi đậu xe đó ở Florida, họ chờ. Thì thấy ba mẹ con vui vẻ từ trong tiệm đi ra mở cửa xe, lúc đó cảnh sát mới ập tới. Cái tội nghiệp ở đây đó là hai đứa nhỏ thưa quý vị. Mặc dù bây giờ chúng cũng bắt đầu lớn rồi 11 12 nhưng mà vì như thế, trong suốt một năm qua chúng im lặng, không hề tiết lộ chuyện gì xảy đến với gia đình cả. Bởi vì người mẹ cũng nói ồ à, mẹ chăm sóc hai đứa nhỏ, có thể là bà nói láo nữa, tức là ồ à, bố tụi bay cho phép tao nuôi tụi bay trong vòng một mấy năm nữa thì chúng cứ với lại mẹ mà sống với mẹ mà chăm sóc mà mẹ thương nữa thế là thoải mái chúng không có nói gì hết nhưng mà bây giờ khi mà bị bắt như vậy đó hai đứa nhỏ chứng kiến cảnh mẹ của mình bị cảnh sát còng tay tại chỗ và trong thời gian chờ làm thủ tục dẫn độ bà từ Florida về lại Missouri đó hai đứa nhỏ này thì sao cảnh sát cho biết hiện nay hai đứa đang trong à, cái trung tâm chăm sóc trẻ em của Florida và chờ thủ tục ông bố sẽ bay sang Florida nhận hai đứa nhỏ bay về lại Missouri. Người phụ nữ này để cho thấy rằng là đôi khi những cái tình trạng tâm thần hoặc là nông nổi hoặc là nhiều vấn đề khác nữa hận cho nên bà nói rằng ô oh, tòa không cho tôi được quyền chăm sóc tôi lấy đi cái quyền đó từ ông chồng cũ của tôi để coi như thế nào cho nên có những cái chuyện dại dột khi mình làm à, bà đang bị đương đầu với rất nhiều các tội thứ nhất đó là trốn không có ra hồ tòa ở Missouri trốn cảnh sát bởi vì có lệnh truy nã thứ hai là còn nhiều cái cái tội khác nữa tội bắt cóc là nặng nhất rồi bắt cóc hai đứa nhỏ dưới tuổi vị thành niên rồi chưa kể là họ còn theo dõi coi trong thời gian qua hai đứa nhỏ này sống như thế nào nếu mà không đi học thì bà ghép vào luôn cả cái tội ngược đãi ừ. con cái nữa và hai đứa nhỏ này nữa. Bà rất nhiều tội danh và sẽ ở trong tù nhiều năm trời. À, nếu mà ông chồng à, chồng cũ còn thương đó có thể là đưa hai đứa nhỏ đi thăm vợ cũ của mình, thăm mẹ của chúng ở trong nhà tù ở Missouri nhiều năm trời suốt tới nữa. À, như chúng tôi đã thưa đó cái điều này đối với cộng, trong xã hội cộng đồng người Việt Nam mình không xảy ra nhiều bởi vì sao cái chuyện đó mình thấy lẽ đương nhiên là hục hạc trong gia đình có uh, cái số tỷ lệ mà ly dị trong gia đình thực sự trong cộng đồng người Việt Nam cũng ít không có nhiều có chứ không phải là không nhưng mà uh, thường đó họ nói chuyện với nhau và thôi bố mẹ không sống được với nhau thì thường đó là người phụ nữ được quyền chăm sóc ông chồng nếu mà làm có tiền thì uh, nuôi dưỡng nghĩa là phụ cấp cho vợ hàng tháng rồi uh, khi mà được như thế rồi hai người cũng nghĩa là lo cho mấy đứa nhỏ cho nên các con bố tới thăm cho cho các con đi thăm khi mà chúng lớn lên đó là hai đứa nhỏ này những đứa nhỏ này tự động đi thăm bố thăm mẹ nếu mà xảy ra trường hợp đó cho nên chúng ta không thấy với lại đôi khi trong người Việt Nam đó, mình giàu sao đó bố mẹ vì không sống được với nhau chia tay nhưng vẫn còn nói chuyện với nhau được ít nhất là còn nói chuyện với nhau được chỉ khổ là mấy đứa nhỏ thôi không nhưng mà cũng có trường hợp coi nhau như kẻ thù. Thì Rồi nói xấu dạ, bố, nói xấu à, đúng, mẹ có nhưng có mà có chứ không, phải không Nhưng ít mệt nhất mấy đứa nhỏ đôi khi nó chạy qua chạy lại ừ. thì đó cho nói nó cái bi kịch ở đây là cho những đứa nhỏ yeah. nó sống lên mà bố mẹ không có hòa thuận với nhau. À, thưa quý vị, một cái tin cũng là liên quan đến người Việt ở Mỹ, đó là ông Andrew Đỗ, giám sát viên Andrew Đỗ và cũng là chủ tịch Hội đồng quản trị của Kao Optima đã vừa tuyên bố từ chức trong một cái phiên họp của hội đồng quản trị Kao Optima hôm thứ năm vừa rồi, tức là ngày 2 tây tháng 4. Mà cái tin từ chức này đó ông từ chức đó, là nói là theo như uh, uh, tờ báo uh, Voice of OC đó đưa ra là chỉ sau một ngày khi mà có tin rằng là uh, giới chức uh, lãnh đạo của tiểu bang California sẽ thuê uh, những cái cơ quan độc lập để điều tra về cái việc mà cái Cao Optima đã thuê người và tăng lương rất là khủng khiếp trong thời gian qua và cái việc mà tăng lương đó gây tranh cãi thì mới cái tin đó với, mới vừa được đưa ra hôm thứ tư thì qua ngày thứ năm trong cái cuộc họp hội đồng quản trị thì ông Andrew Đỗ tuyên bố từ chức và ngay sau đó thì người ta nói rằng là thấy ở trên cái website liên quan đến Cao Optima tất cả những cái tên gì của ông Andrew Đỗ đều đã bị rút ra hết. À, thì cái việc mà nói là trong thời gian qua đó, cái chuyện mà lúc mà ông ông Andrew Đỗ thì rất là quen thuộc trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, ông xuất hiện nhiều trong các cái sinh hoạt cộng đồng hay là khi mà quý vị đến với hội chợ Tết ở Mount Square Park đó, cái người mà chủ trương để tổ chức hội chợ Tết đó hàng năm cho cộng đồng Việt Nam chính là ông Andrew Đỗ. Thì ông cũng là được người là phân công để làm cái công việc đó là chủ tịch của hội đồng quản trị Cao Optima thì trong khi nói rằng là lương của giám sát viên của ông Andrew đó của năm 2019 thì lương ông chỉ là chưa tới 170.000 một năm. Nhưng mà ở cái vai trò là tổng giám uh, chủ tịch hội đồng quản trị thì ông đã tăng lương cho tổng giám đốc của cao Optima, tức là CEO của cao Optima là tự nhiên lúc đầu là 600.000 cái lên đến 700 mấy chục ngàn và wow. cuối cùng là lên đến năm nay là lên đến 840.000 một năm và người ta nói cái số lương đó đó nó cao gấp đôi lương của tổng thống Mỹ và nó gấp <laughs> 4 lần lương của thống đốc tiểu bang California thì cái mức lương đó người ta thấy nó nó quá kỳ lạ quá à. rồi lương của đám giám đốc nhân sự của Cao Optima là 300.000 một năm, rồi wow. của chánh văn phòng là 280.000 một hết. năm. Tăng tăng rất là lạ. Là, nhưng mà lý do tại sao tăng lương như vậy thì đã nói là gây tranh cãi nhưng mà ông là ở cái vai trò là chủ tịch của hội đồng quản trị thì ông ký cái, cái quyết định như vậy. Thì bây giờ là người ta, uh, lý do tại sao ông từ chức thì cũng chưa biết luôn bởi vì ông không trả lời, ông chưa có trả lời cho uh, báo giới vì sao ông từ chức. Chỉ biết là những cái người mà giống như là đồng viện của ông khi mà người báo chí hỏi tới đó thì họ nói rằng là họ muốn dành cái câu đó trả lời cho ông Andrew Đỗ nhưng mà họ nói là trong 8 năm ông làm việc ở uh, cái vị trí đó thì người ta thấy ông làm việc tử tế, ừ. thấy ông làm việc đàng hoàng. À, thì uh, cao optima người việt nam mình quen thuộc bởi vì người ta tính cái dân số của tiểu bang california mà cái số lượng người mà sử dụng cao optima đó là một phần tư người lớn và một phần ba trẻ em đều sử dụng cái bảo hiểm này hết cho nên uh, cái việc mà ông từ chức thì hiện bây giờ có người khác lên là quyền uh, chủ tịch hội đồng quản trị nhưng mà chúng ta chờ xem sắp tới cái điều tra đó thì nó sẽ như thế nào chúng uhm. yeah. tôi tiếp, tiếp tục với cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo mời quý vị cùng theo dõi